Toyota of Dallas là đại lý xe phát triển nhanh nhất và là nơi tập trung nhiều xe nhất vùng Dallas-Fort Worth. Chúng tôi đang có hàng trăm xe mới và hơn 200 xe đã qua sử dụng. Mua xe mới với chúng tôi sẽ có rất nhiều ưu đãi. Tiền trả hàng tháng chỉ là 99 Mỹ Kim cho Corolla, 129 Mỹ Kim cho Camry và 153 Mỹ Kim cho Pro4. Xe đã qua sử dụng bắt đầu từ 4.999. Chúng tôi hoàn toàn không bán xe đã bị mưa đá sửa lại. Đặc biệt, chúng tôi có nhiều trung tâm tài chính để giúp đỡ quý vị trong việc mua xe trả góp. Không có tín dụng hoặc tín dụng thấp không thành vấn đề. Tiền lời, rồi vấn đề tài chính, rồi giúp đỡ về ký hợp đồng. Coi như là anh chuyên về được hết mấy cái đó hết.